Hình đơn sắc lụa
thần linh mách bảo, trợ giúp cô hoài ta nhớ một chiếu quân. Rồi những chiều vàng bàn bạc mong một mình ta thẫn thờ tâm cũng lành, đợi giai nhân sau nàng dẫn bóng để cho phòng loan lặng lẽ yêu. Vàng ta tối linh thiên nhân, thì ra người đang đối diện với thiệp thần chính là Hương Triều Thiên Tử. Hãy đứng lên cắm miệng lễ cho nàng. Trước mặt chiêu quân ta không còn là tình nhân trong mộng ảo. Quân dương ơi, rồi đây thiếp sẽ là thứ hầu Tây Cung, được hầu hạ thân rồng bớn hồng ân thiên tử. Người đã ban diễm phúc cho một đời xuân nữ, nhưng ơn chính tần chỉ nhỏ đến một chiêu quân. Còn gia cũ thiếp đang trên đường biểu diễn ta sắp, bị đại ải nơi đất Liêu đâm đêm ngày sông sương lạnh. Cũng bởi vô tay gian thần máu duyên cờ, tiếp ngày nào đây phụ nghi tư tùng cờ. Khanh yên lòng, chẳng sẽ cử trung nghĩa hầu ra tận Liêu Đông, đón quốc trưởng về phục chức cho Dương Tung giáng nghị. Quả nhân cũng hạ chỉ đòi mau viên thọ lột hết quốc quyền rồi đuổi ra khỏi hoàng cung. Bà quân tướng sĩ, dạ, vượt hắc tuyền đánh phá ải Nhãn Quan, buộc Hơn Đế phải công nạp giai nhân trong nội nhập. Dạ. Dương thượng, kìa ái hậu, giữa chôn ba quân đượm mùi sắc máu, hậu đến đây làm gì cho bẩn gót hài quá? Thiếp tìm đến đây vì hạnh phúc của đôi ta. Xin thiên tử hãy dừng gió ngựa, đừng xua quân sang chiếm thành Hưng Quốc. Đây là lần thứ nhất trong những cuộc xuất chinh, hậu đến đây cản bước à? Muôn tâu, vì chuyến đi chinh phạt này chỉ có mục đích chiếm đoạt một giai nhân. Vì lẽ đó mà hậu không bằng lòng cản gió ngựa xuất chinh qua đất Hưng, phải không? Tâu bệ hạ, dù là một bậc mẫu ni, nhưng thiếp thần vẫn không thoát khỏi tính nhi nữ thường tình. Huống chi thiếp chỉ là phấn đàn bà đầu xanh máu đỏ, thì làm sao tránh được sự hờn ghen khi ân tình bị kẻ gối chia chăng. Quả nhân chỉ muốn được nhìn người đẹp của Hơn Bằng, có đẹp hơn người đẹp trong tranh. Hậu yên tâm chớ có lo buồn, nhưng khi đã gặp mặt được rồi, thiếp thần làm sao không lo ngại trước sắc đẹp nàng. Mộng thâm dù tan ai hậu ơi, còn mở nhan sắc một phương trời. Thiếp như hoa úa tàn hương nhị, giông bão qua rồi chiều tà. Của chiêu quân có làm siêu lòng một vị vua phiên quốc, thì ngôi vị của canh vẫn đời đời bất diệt, dù khi trẫm đang ở giữa triều ca hay ở chốn Long Sơn. Không lẽ làm
một mình. Trong khi lân vang nào cũng có tam cung lục diện, hầu nở hẹp hòi để trăm phải cô đơn. Đành rằng nghĩa vợ chồng có thủy có chung, nhưng hậu cùng nên nghĩ đến tiền đồ nghiệp đen. Trăm chọn thư phi là mong hạ sinh hoàng tử, chứ không phải vì sắc thương mà phụ nghĩa dông tình. Ai khanh cũng thừa hiểu luật lệ triều đình, người được nôi ngôi vua phải là hoàng tử. Nếu vì lẽ gì mà để triều đại này tuyệt tử, thì kẻ bị gia hình chính là hoàng hậu phiên bang. Bệ hạ ơi, chân gối loan phòng chưa trọn một mùa đông, mùa ngái chưa qua hết những ngày sương tuyết phủ. Bên long nhan thiếp thần như loài hoa vừa hẻ nhị, như rừng hồng đang đợi giọt sương mai. Nhưng rồi đây chôn cô phòng sẽ chịu cảnh lẻ loi, thân hoàng hậu mà trọn đời chiếc bông. Bởi nay mai giữa vườn xuân mộng, sẽ có một bông hoa kiều diễm quanh thành. Quê hương Hồ không có mùa xuân, suốt năm tháng chỉ một màu tan tuyết trắng. Quân vương ơi, chiều nay thiếp thần thấy lạnh, hãy dìu dắt nhau về ta đốt lửa phòng khô. Không, ái hậu hãy về cung nội một mình, ta nhất quyết ở lại điều binh vượt qua hải nhãn. Ta quân dạ xuất trận dạ. Ai khanh, sao giờ này ai khanh chưa ngơi nghỉ? Đến đây làm gì khi trẫm đang lo việc tiếp đón sư thật phiên quốc? Họ có đem theo một chiếc kiểu vàng để đón tiếp một giai nhân? Tâu bệ hạ, chẳng biết phiên chu muốn chọn lựa ai trong đất nước của mình. Ai khanh ơi, họ đòi phải công nạp chiêu quân ai hầu. Đòi công nạp tiếp thần, trời ơi, hận ly tang đã gieo sầu vào cung nội. Mối trùng cùng nay lại sắp chia phôi. Quân vương ơi, qua đêm này còn được mấy đêm vui. Rượu đưa tiền ngắm ai khanh ơi, thà rằng thành quách tiêu tan hay vàng sụp đổ rồi trước hồn tiên dương, trẫm sẽ là người bị lương tâm phán xử. Chứ trẫm không thể đem nợ gối chăng mà đổi lấy một cơ đồ. Trẫm chưa từng quen với khúc biệt tắm sợ tân thâu tân vàng sương lạnh, sợ quan tàn về tây đắp mộ cô đơn, sợ cánh chim hồng rời bỏ chiếc lòng son bay chốn non ngàn tiếc đổ. Trôi giọng sầu qua lời cái nhạc gửi buồn thần thiết mà thanh quân chui từ lĩnh công nạp giai nhân. Khi sư thần về tâu trình lại với phiên bang, thì phe ngại quê hương mình sẽ chịu thêm nhiều hậu hoạn. Chiêu quân ơi, khanh lo sợ làm chi cho thêm gầy giá ngọc. Tâm đã chọn một người để thay thế cho khanh. Nàng có nghe chăng, chiến tâm dập dồn, đó là chiếc thuyền loan đã rời bến đổ. Tấm khoang rồng có chở một giai nhân, nổi đêm nay thuyền ngược sóng trường giang, và mai sẽ cập bờ tiên quốc. Dây hùng nô ta vẫn còn lời giao ước
sang tinh, sương thấp quán tinh lối mòn nữ nguyện. Đưa nhau trở lại Loan Hồng, dấu vết sai lầm quan lạnh giữa âm cung. Xong vậy hả? Con mau viên thọ xin vào đi kiếm. Cho vào. Này, mau viên thọ. Dạ. Tại sao ngươi đem dân cho trẫm bức họa của giai nhân đất hơn? Mà hiện nay kẻ công hầu lại chẳng phải như chiêu quân. Rõ ràng nhà ngươi đã khinh thường sự nhận xét của quả nhân. Vậy thì đau khổ quân. Dạ. Hãy dẫn mau viên thọ ra trước hoàng cung trả thù. Hải khoan, bệ hạ ơi, trước khi chém đầu thần, xin bệ hạ hãy xem lại bức tranh có in hình giai nhân đất hơn, rồi đem bức họa kia ra đối diện với nàng cung nhân đang cùng thánh quân thương hoàng nơi Nguyệt Tây lâu. Đó là tài hơn dương đã mạnh tâm gạt lừa quyền chúa, thành vì thánh quân mà đành cam thọ tội. Nhưng thần vẫn vui lòng mà không một tiếng than vãn. Thánh quả là người cao quý, trẫm thật vô tình toàn sát hại một tội trùng. Khanh sẽ được trọng thưởng bạc vàng bổng lộc cao sang. Không có khanh thì trẫm đã là kẻ bị khi nhân. Dạ. Muôn đội ơn thanh quân thần xin được góp vàng kế hoạch. Khanh hãy tấu trình thì trẫm sẽ phê chuẩn theo ý của khanh. Ta phải trừng phạt ngay sự kinh tường về lệnh chống nạp dây nhân, là đánh thẳng vào nội cung của triều đình Hán tộc, để họ không kịp trở tay trước gió ngựa của quân hồn, rồi bắt vua hơn phải đầu hàng vàng công nạp chiêu quân. Nhậm tấu, nhậm tấu. Vậy thì trong cuộc tái xuất chinh này, trẫm sẽ trao trọn quyền điều khiển cho khanh dẫn năm vạn hùng binh vượt ải nhãn quan sang chiêm hơn thành. Ở trong nội cung khanh dành đường đi nước bước, sẽ chiến thắng dễ dàng mà không tổn tướng hào bình. Hơn nữa khanh là người biết mặt chiêu quân. Dạ dạ, xin thánh hoàng cho thần được tự nang chức nghiệp trong tiểu thần thuộc loại quan dân, nên thuộc cầm quân thần chẳng am tường e sứ mạng bất thành phải mang tội với thanh quân. Muôn tâu thần rất tiếc thần không chuyên về binh bị gươm đau, phải chỉ biết chút đỉnh sơ sơ, thần sẽ tình nguyện vượt ải nhãn quan để được sang trả thù hơn đế. Không được, trẫm cần có khanh sang đất hơn làm nhiệm vụ dẫn lộ cho ba quân tướng sĩ. Lệnh đã ban truyền, khanh không được phép tự năng. Trời ơi, nếu bệ hạ không thương bảo thần phải giác mặt mò trở lại hơn ban, thì ôi thôi, tánh mạng của mau viên thọ này chỉ còn leo lét như đèn treo trước gió. Bệ hạ ơi, nếu thần phải sang hơn ban, ắt không toàn mạng sống. Vì chiếc đầu của thần đã được Hớn Vương đem treo làm giải thưởng trị giá hơn năm vàng quan tiền. Bán mặt của ngu thần được tô vẽ lên rồi đem đi dán khắp nơi ngõ hẻm cùng. Hồi thần còn ở bển không ai là không biết mặt, từ trai gái trẻ già lớn nhỏ cũng đều hay. Rủi ngu thần có chết đi thì thánh thượng sẽ mất một trung thần lòng dạ thẳng ngay. Một anh hùng vô địch đã dám bỏ Hớn Vương đem hình chiêu quân về đầu khuyên chúa. Và nếu thần chết đi thì còn ai là người bài mưu lập kế tìm cách đưa được nàng chiêu quân về tận đất hồn.
À, thôi đi, ngươi quả là tên quý tử tham sinh. Thuộc Hường Giang manh xấu trẻ, muốn được dinh thân thì gia, nên mới trở dòng lưới điều hoa. Ngươi đã bỏ hướng băng sang đầu bên đất nghịch, thì cũng có ngày ngươi phản lại ta trung thành vì kẻ thờ hai chúa hai vua. Dạ dạ, thần xin nguyện một và đời làm trâu ngựa trung kiên, chỉ một dạ một và lòng tôn kính một quân vương. Lời ngươi vừa nói với ta chỉ là bài kinh Nhật tụng mà ngươi đã đọc với Hớn Vương, rồi bây giờ đem xài ở phiên bang. Thực làm vua không cho phép dũng kẻ thờ hai chúa, ta phải giết ngươi để trừ hậu hoạn về sau. Mão Viên Thọ, hãy xem đi. À, muôn tâu thánh thượng. Chuyện gì? Hoàng hậu đã quyên sinh mời thánh thượng hồi cung để nhìn mặt, cuối cùng vị mẫu nghi bất. Trời, ai hậu? Quân vương ơi, thiếp thần xin muôn vàng tạ tội, chúc cho quân vương ở lại nơi cõi dương gian trăm năm hương lạ thú an vàng, và cận kề bên người đẹp chiêu quân. Lời từ ta. Quân vương ơi, qua vườn xuân đương tàn duy rưa, thì còn lưu luyến làm chi cho thêm khổ thêm sầu. Khi đã chẳng được sống cùng nhau đến thuở bạc đầu, thà rằng chia ly mỗi người mỗi ngã, hơn gần gũi mà vẫn cách xa nhau. Thiếp trốn nở trần là tránh cảnh bể dâu, cho khuây khỏa nỗi hận sầu bi thảm. Hồn phách biết có được nhẹ nhàng thanh thản, hay ngàn năm ôm hận dưới hoang mồ. Thôi, nhìn biết quân vương. Ai hậu, ai hậu? Quân sĩ, yeah. Chuẩn bị quả thiêu và mai tang hoàng hậu theo lễ nghi phiên quốc, rồi cùng ta vượt thuyền qua đất hơn, đòi cho được chiêu quân để trả nợ ân tình. Tiên chiến trong gian lên hồi tiễn biệt, lòng quả nhân chúa xót lắm khanh ơi. Nhãn muôn quan trắng ngã bông, đây chúng rượu kinh dân mời chúa thương. Trời ơi, rượu mới trao tay sao đã đến giờ đưa tiền. Trong chiên ơi, thôi hãy ngưng hồi dục gia, cho ta níu lại thời gian để cùng chiêu quân tâm sự trắng đêm dài. Sau khi trúc dội sầu tư, ta giá biệt một người. Chiêu quân ơi, bây giờ còn than thở cả chung này, đôi ngã khắp xa.
muốn dám cường đình chỉ một chuyến tiễn đưa, sao lời tâm sự vẫn không thừa câu nhung nhớ. Để buổi chia ly thêm sầu thêm mê khổ, không biết người đi trong tức tối nghẹn ngào. Ôi hãy về đi Thanh Phương ơi, liên lâu thì cũng biệt ly rồi. Trong chiến dục giả niềm cay đắng, cạn chén ân tình lệ chẳng. Tùng quang cùng mờ mịt xa xôi, trong giấc mộng tiếp sẽ về thăm phố lý. Nhớ nhau chân những đêm dài quạnh quẻ, kẻ gian đầu người gian dĩ đợi chờ nhau. Chức nữ ngưu lang còn có mùa tháng bảy, mưa ngâu đi tao ngộ trên nhịp cầu. Thank you.
Khanh ơi. Ai Khanh ơi trầm sức ngại à ngùng. Bởi áp cao vốn một trang tài tuân. Nếu bệ hạ không chịu theo ý thiếp thì thiếp xin tự tận cho rồi. Khoan, Ai Khanh nỡ bỏ tầm sâu Ai Khanh. Bệ hạ hãy để thiếp thoát đi cho rồi đời bạc mạng. Chớ thiếp còn sống làm chi trên cõi tạm dương trần. Bệ hạ không chịu ý người yêu trong việc học đường. Hồi nào bệ hạ tâm tình với thiếp, hãy thiếp vui thì bệ hạ cũng là chuyến tài trời như lấp biển dời non, bệ hạ cũng cố gắng cho vừa lòng người ngốc. Hôm nay bệ hạ không giữ tròn lời hứa thì thiếp đành cam mi mạng sốt vô cần. Ai khanh thôi được rồi, để trẫm chiều theo Ai Khanh đừng có chết. Vậy thì bệ hạ thực hành ngay đi. Được, nội giam. Dạ. Mau ra tận dịch đình đòi bá áp khảo vào đây cho trẫm. Dạ, ngu thần bá áp khảo xin ra mắt thiên nhan. Không, nơi đây không có thanh hoàng mà chỉ có tô nương hoàng hậu. Tô nương nương? Phải, nhưng đừng gọi nương nương và cũng đừng tâu rồi. Thiếp cho giờ chàng vào đây là vì thiếp nghe được mấy cung quyền diệu hồi ban mai trước điểm Kim Luân. Cho nên thiếp đã cầu xin với lĩnh thánh hoàng dời Khanh đến dạy đàn cho thiếp. Không biết Khanh có vui lòng chăng vậy Khanh? Tâu nương nương, từ thân phụ lâm nàng nơi vũ lý, thần đâu còn thiết đến việc đơn ca. Có vui chi trong đau khổ của cha già sanh ly ấy còn buồn hơn tử biệt. Ba áp khảo Khanh ơi đừng thốt ra chi những lời tha thiết. Hãy để cho thiếp đây lắng nghe cung đàn quyền diệu tiếng tim rung theo những tiếng tơ đồng. Nước sông thường tan hải uống chung dòng, kéo rồi đây non tầng biển sao buổi chia lìa phải mỏi và nhớ mong. Biết bao ngày đời đêm trăng tương tư nặng chịu cõi lòng thanh xuân. Người ơi trong buổi đầu tiên tưởng chừng gặp lại cô nhân lâu rồi. Khanh ơi lĩnh tấn hoàng đã sai vùi nơi cung nổi, chỉ còn Khanh giao thiếp mà thôi. Qua đăng chào đón xuân phong kìa cành lễ liễu bên tường phơ phất. Cảnh giường ấy sao không mềm lòng mà son sắc, Khanh có rõ lòng của thiếp chăng Khanh? Ngồi xuống đây nhớ dạy thiếp mấy cung đàn bởi thiếp đã sai vì tiếng nhạc và sai trong men rượu hương tình. Bác khảo Khanh ơi vàng son diêm lệ, thiếp vẫn thấy thiếu một người. Khanh đã biết kia rồi, người ấy là ai?
tâm. Vẻ tung tu sanh dường tâm ngọc, nét khôi ngô di thể trường khanh. Xin nương nương cho phép ngu thần được lui gót trở về dịch quán. Quan chàng hãy ngồi đây và cầm tay của thiếp, rồi chỉ cho thiếp biết dây ở nào là dây vỏ dây vân, rồi chỉ cho thiếp đờn. Để thiếp mượn vài chung rượu uống vào gợi hứng, mà đám cung phi nãy giờ sao chưa thấy mang ra. Tâu nương nương, lễ nhập môn phải có rượu quỳnh hoa, chàng với thiếp cùng nhau thù tạc, chàng hãy chờ thiếp một chút nhé. Vâng, hoàng hậu nương nương. Trời ơi, có phải chăng đắc kỷ cô nương nó bày trò dâm đản muốn cho ta phải lỗi đạo quân thần. Nhưng phận mày đâu phải giữ vẹn nghĩa luân thường, muốn chỉ cha già nơi vũ ly bãi năm dài đã mỏi và chờ con. Con đã lặn suối trèo non mong chuộc tội cho cha được phản hồi cô quan. Có ngờ đâu trong khi giữa đệ lão cha còn thọ nạn thì con cũng xa vào tay con hồ mỹ dâm loạn. Đây, chàng hãy ngồi xuống đây rồi giải thiếp đòn đi. Muôn tâu hoàng hậu nương, đừng gọi nương nương hay hoàng hậu, hãy gọi thiếp là đồ đệ môn sinh. Xin nương nương hãy giữ vẹn nghĩa quân thần, còn chàng cũng phải biết tuân lệnh của chánh cung hoàng hậu nữa chứ. Không không, coi kìa, chàng chạy đi đâu? Khoan đã, đừng bày thôi nguyệt qua dâm đảng. Yêu cầu mi hãy đứng dàn ra, chi nam tử ta nguyện liều một thác, quyết không dung những kẻ yêu tà. Ta trong gấm lụa son.
vàng. Đắc kỳ hồ ly quả gây lăng loàn, nhưng ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, ta sống mà làm gì khi ba tánh lầm than. Cha ơi con những mong chuộc tội cho cha, đâu ngờ phải xa vào tay nghiệp. Một tấm trung can dạ con đã chi quyết khả nát thành giữa ba lạc đầy. Bơ đắc kỷ hãy im đi những tiếng nguyệt qua, hãy dừng ngay những trò lơi lá. Hãy xem ba khẩu này quyết bảo toàn đạo lý ở nhân mình. Âu là chấp tỳ bà lộn đã tô nương cho tuyệt loài hồ mỹ. Chết thiếp thần rồi, cứu thần thiếp bớ bệ hạ. Kìa ngàn trùng sóng xanh, mây trôi trên trời thánh, gió đưa con tàu ra miền duyên ngay trên sông nhấp nhô. Lòng bồi hồi vấn vương trong cơn mơ hồi hướng, khi trai tan bồng sang ngày vui sống, bầu trời rộng bao la tình nồng say. Gió duyên phương mây trắng bay, hoa hơi sương đoàn người đi ai nhớ chi, một niềm thương bầu trời vàng ánh trăng, tại sai men trùng dương đứng trên bon tàu trông về xa dân mơ phía cố hương, kìa ngày về chẳng xa khi vinh quang đời ta. Non thanh bình muôn người vui sống, bầu trời việt bao la. Súp lê ba con tàu kéo neo tách bên, mang theo những tấm lòng trái mang nặng chí tan bồng. Ta nghe gió trùng dương thối giạt ánh mây hồng, hồn lân lân theo khói tàu sông nước và mơ màng với biển rộng trời cao. Lòng vẫn lòng trong khúc tiễn đưa nhau, kẻ ở người đi tuy có phấn chia biển sở non tầng, những tâm cảm nào quên những lời thề non hẹn đi. Những lúc buông neo ngoài hải đảo, trăng vàng lên buông ánh tỏa ngàn khơi, trong quanh ta chỉ thấy nước lộn trời, đoàn hải điệu chập chờn trên lưỡng sông. Ta đón gió muôn phương với đoàn hải quân dũng cảm, đâu quản chi nắng sương dài dạng chỉ đâu mà. Năm tháng linh đinh dư biển rộng sông dài, khói tàu lẫn trên nền mây xám cô động, một lúc trời u ám khói hoàng hôn. Ta kẻ ngâm câu tu thủy cổng trường, tiên nhất sắc lạc hà như cô lộ tề phi. Ta cảm thấy hồn dương theo sóng nước, và phiêu diêu theo mây cánh chim trời. Thank you.
trôi gió lạnh dân dương miền dương hải mây lam trôi trên đỉnh núi bạc đầu. Anh tưởng như nàng cô thị đang ôm con đứng lặng âu sầu, người ra đi theo con tàu diêm sứ cuộc đời bên bể rộng gành sâu. Kiếp sống nào vui bằng kiếp sống hải quân, tình yêu nào nặng hơn tình yêu đất nước. Anh vì em nên cắm câu giả biệt, em vì anh nên tha thiết đợi chờ. Một chiều xuân chiếc én lững lờ bay, nhìn ra ngoài biển cả bốc lên làn khói trắng. Em có trông thấy con tàu lướt sóng và ngọn quân kỳ bay lỏng giữa trùng dương? Đó là ngày anh trở lại quê hương, lòng rộn rã một niềm vui đoàn tụ. Em còn đạo vợ hiền dâu thảo, anh còn câu hồ thị tan bồng. Gió đã lên rồi con tàu lại kéo neo phản hồi nơi nổi địa, mang theo những kẻ sông hồ lại trở về trên nẻo đất quê hương. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, một cung tinh làm dân chung thầy thương tâm. Một nhà sư đã tự thiêu thân giữa đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt. Qua lớp khói mờ bay trong thi, một nhà sư còn ngồi chắp tay niệm Phật. Mà bao nhiêu người chứng kiến phi tuôn rơi chang chưa lệ muôn. Vũ trụ ngừng quay trong ngọn lửa kinh hoàng. Trời ơi, da thịt nào không nứt nẻ, máu xương nào không cháy rụi thành than. Khôi xám tung bay mà cả một cung trời, mắt nhìn nhau qua nghi màng lệ rưng rưng. Khi chiếc áo nhà tu đã dần dần tan trong lửa đỏ. Ngày xưa đã nêu gương chiến sĩ anh hùng, ngày nay có một nhà sư cũng đã tự thiêu mình. Buông cây chết để bảo tồn Phật Pháp, há nại điều sanh tử tồn vong. Nguyện cung dường nhục thể tự thiêu thân, miễn Phật giáo được trường tồn vĩnh cửu. Đạo mất còn mới là điều trong hệ, còn xác y thân này là cát bụi mà thôi. Những tiếng
cầu kinh tụng niệm lâm râm, những giọt lệ chảy dài trên khuy mắt. Vì chân tu vẫn điềm nhiên niệm Phật, khi hòn lửa hồng bao phủ toàn thân. Nam mô Tam Bảo Từ Tôn, tràng phan tiếp dẫn linh hồn siêu thân. Xác thân dù đã tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Màn u ám bao trùm nơi cửa Phật, cảnh quan tàn giang vật cùng đều hiu. Hở môi ra sợ xâm xét bú rìu, đành câm lặng trong âm thầm đau khổ. Nhưng thâm tâm mỗi người như bão nhỏ một triều đại, rồi đây sẽ sụp đổ suy tàn. Gieo giống vô lương sẽ gặt trái không hiền, đạo quyền gì đang cần người bảo vệ, thì thể xác khi này như các bụi phù du. Năm người thương một nhà tu, máu tim ngang trái lệ sầu trào dân. Cửa thiền dân tiếng chuông ngân, niềm đau nỗi hận khổ than nên lời. Nhục thân ra quá tiêu nơi an dưỡng địa, là cả một ngày tang của Phật giáo đồ. Cảnh vật hôm nay cũng uy ảm đạm bơ thờ, theo sau chiếc linh xa đoàn người lặng lẽ, miệng thì thầm niệm tiếng Nam Mô. Khi ngọn lửa hồng tắt hẳn giữa lò thiêu, mỗi người lo góp nhặt mấy viên xa lời, thì là thai quả tim của nhà sư qua cô vẫn còn nguyên giữa mớ tro tàn. Phật pháp nhiễm màu lẽ đạo quyền di, qua bao nhiêu tai biến khổ nguy, công quả cũng đến kỳ viên mạng. Giờ đây nhà sư tử thiêu bụi trước, cõi non bồng đã trực giảng siêu thân. Trên đoa hồng liên nghi ngục khôi hương, hình ảnh vị Bồ Tát vẫn đốm vẽ từ bi vô lượng. Cách thập phương vào đây chiêm ngưỡng thấy nghi lần lần thơ thới tâm hồn. Hết cơn sóng vô phủ phàng, Phật giáo lại đến hồi hưng nghi thình. Thế gian vật đổi sao dời, quả tim bất diệt khi muôn đời còn đây. Thank you.
Thank you.